Chào mọi người nhá. Đây. Đây nhìn nước này, mấy bơm này. Nước bơm lên. Bọt kinh không? Mùi hôi thối nồng nặc. Đây là trạm bơm Mộc Tài, nước đen xì ngập mặt và mùi hôi thối này, bọt bẩn trắng xóa này. Đấy, mùi hôi thối kia mọi người ơi. Đây, toàn bọt trắng tinh. Đây, không dám cầm vào nhé mọi người nhé, ngứa lắm. Ô nhiễm môi trường không? Nước đen xì này. Nước đen xì nhé. Hỏi sao cây lúa không sâu vậy, cực kỳ ô nhiễm môi trường. Đây là trạm bơm Mộ Tài. Nước đen xì. Đây là dòng sông Bắc Hưng Hải. Ô nhiễm môi trường.